Thamu Ruby. Thamu thì chơi nào game mình mấy bà expert lên chỉ Thamu do alot từ Rome. Còn là chơi face off, bà chơi face off alot Rome Thamu nè. Bây giờ hai đội free. Hai bên đang team fight mình match chưa được bằng máy về, chưa bằng máy tập pick off về. Thamu được bằng máy. Bà. Ba Thamu đi pass match không? Còn bật alot tàu hai đội của họ tè. Lôi sọt một cầu. Bà. Chẳng game chỉ mui đang last pick trong crowd. Idiot. Chào tất cả hàng homeboy. Chẳng nãy nãy công trở lắm nè. Ba game này chỉ mui đang hàng Fnatic Onic no first pick đi. Ba. Ba. Chẳng phải là hai không thôi trở lắm. Chỉ mui đang pick cho láng. Ba. Ba. Chắc prediction bằng nhóm khó cứ homeboy có tới second pick. Năng ngày mình nhóm ai cứ nay tham bản thân chưa. Còn anh đang bạn ra hai tầm mưa ra kì. Tại còn là thằng Chrome Gang ấy còn expect đó đã chân chốn chân switch về sẵn liền chân tầm mùi mà. Bà, vậy tới Chrome Gang ấy có chân ao nè đã bóng tu sẵn nè nó cứ ca vô đăng khu lần ái nha. Chồm. Chồm thằng này tu sẵn sơ vô đăng. Bà thế. Nè vậy nên đi chung mua Nike này. Bà hai đúng không? Chứ Nike vì vậy. Ta sẽ lâu chung mua này đi cho vai alo sổn thêm phai chung mua sổn vai bán hết. Chung mua nông Five Man Spirit đã bỏ Ấn Độ 4-3 Philippines mùi. Onic. Fnatic. Và chơi chúng mình đang game TP các bạn mà đang đối kia rau view Fnatic ở đây phải chúng mình đang homeboy nè. Để xin lại tất cả các bạn trong trong cái chùm rút chúng mình đang Liquid PX. Tại nè đã tránh xâm tàu hai từ tia thẩm vẹn này tại mà đang cứ chúng mình đang vẹn giờ chúng mình đang lấy phạm xuống này không kèm của đây kia. Và chẳng phim phim nè anh mơ chúng mình đang cá chân này. Và spa cái đôi chị âm lãnh bán. Đại dương bác hơi chúng mình đang tham mô đang không kèm đi dọc và khai cái đôi chị hai dâm xả. Trong này ai khai đi nơi tại chơi ra cho mùi đường em làm đỏ đài đi khá nhỉ. Bà chụp bố spell vinh comment ca đã chơi mùi đường Purify tại mùi cho mùi đường OD của bó lên Purify đi khá nhỉ. Bà lấy tới chơi mùi đường ca băng map lột phía nhìn bánh 2 đài tên mà comment ca check map dốc chơi mùi đường chẳng gó mùi đá chân chơi bỏ người tại mùi đường bị cài gì. Bà tham mùi spell long mà nhận cho à. Nè khá nhỉ chân tham mùi spell long phải thêm mấy ca phim mà sao mà ngay để chơi ngay tì xàm thật mùi khai cả đá mong bầy. ไอ้เหม็นมองไปยังเด็กโอ้ตายไอ้บอสชิมูนชาโดตายชิมูนซีดับยูอาร์ดมีปัญหาได้เตะออดโชว์ตายเตะเลเวลบัวลำมอปัตย์ออดชิมูนชาโดไอ้บ่าสัตว์ตาบอสใหญ่บ้านน้องพัชทำไมเฉยนั่นแหละที่มวยยังจังใหญ่ชิมูนนั่งเฮโร่ทำมูทำมูนั่งน้องพัชทำไมนี่คือแกเอาชิมูนนั่งแอตตี้คือโดนตีชิมูนสกีตีมวยชื่อชิมูนบ่าวิสูเมนเทนสำหรับการเล่นบอกก่อนได้คือเดียวสำหรับเป็ดได้ชิมูนนั่งเฮโร่จัสคือใกล้ใกล้ดีเมย์ตีตัวนั่ง
Demake. Timeline Demake, early tick, let game tick. The panang hai, jeta vinata da desroi rao na. Ooh, spoiler luôn cho chào cho time đó chứ mình muốn mình bồn này đấy kia. Bà. Hai mươi tiết anh em chào mention chứ mình là cà phê nó cứ hẹn tẹt tao là đừng phải thay giờ miền bán khơi này. Tớ lơ chỉ muối hai giáp bự giá. Hai giáp bự giá phải thay let's get the pick bọc cốt. Ooh, mở bị coi ăn lót ăn lót. Bà. À là tớ chỉ muốn lột pick chạp qua vô tạm tao anh em phải hai đại tây chỉ muốn là cà vô. Bà chỉ muốn là thơ thơ ba bị sàn đi kia anh em phải hai đại tớ chỉ muốn là dễ còn miền cà bạc coi vô tạm tao mà chỉ muốn là first blood tớ lơ sàn. Double yo tại đó chỉ mới đang thoát thoát bỏ cái đôi first blood anh em miếng bánh hàng từ lời Odil Odil cúp chỉ mới đang Atomet robot sáng cái đôi miếng cá prà Atomet chặt từ lời San yo tại đó chỉ mai chỉ mới đang flicker cái đôi miếng cá đó thôi cái lại nhưng chỉ mới đang mát còn miếng cá mau bên dưới kia tại cái đi nơi tập tiêu diêm man chỉ mới đang blue bomb bẩn thái tiêu tại ôi cha kia một con Astrom đã tiệt nhưng miếng bao nhiêu pi sầm khán này chẳng chỉ mới chỉ mới đang ở nơi không phải mấy chỉ mới đang hay giá bù giá lấy skill tipi cái ai miếng chỉ mới đang ở rub Smart nó mạnh trăm cái lại na từ buồn mong. Bà. Cái mọi dân mẹ nó khó rỡ cũng smart đó liền từ á dân mình lại là được smart khó rỡ ai smart khó đấy cứ đã hủ coi mơ mong. Nói ấy. Smart buồn nó chân tao từ cái lại nè. Bà. Chân mơ dân bao khe bao bao bên này thôi giờ mong. Bà. Bà. Giờ lấy mấy cái váy mà đai phi đai kia bói chạm tờ lơ má có đôi chú mấy cái phát đai phi khai đi. Lỡ khá mà tên chú mấy cái mấy play phi kia bói đôi khí nha. Trông dễ 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 khăn cả đám anh bánh hả tê. Bà. Bà ta ấy là nhóm trang dễ phi dễ á. Gẹm đi nhóm trăm ốt bằng phát ở lời vì cả đáng ấy. A lọt này cứ A lọt rồm. Bà. Ta cua. Bà. Mình mẹ chạy A lọt expert để lấy tên phố với nhóm cái thăm bà sân y định nạp bằng múc lịch đi bằng dễ lệ chứ nè. Bà. A lọt chỉ nạp không có nạp expert để lên vinh rồi bỏ phê lịch vinh cứ như mẹ làm thè lên đi xin xuống tận đó chứ, phải ta bật lên chat thì tôi có ăn lần này bằng mốc, còn trong bàn face off thông chiến keyboard rồi, bà, phải ta những cái option đó nhỉ, đăng hẹn ở giờ, nơi pet này face off thông chiến keyboard
อ่ะอย่างนั้นข้างเลิศแนทไอ้มีปัญหาได้เต้มวยอัลติเมทออตตอนได้ก็โดยมีการดอทอยมูบนาปิดคายดิบ่าจังมาต่อเตี้ยบองไอ้ครับบ่าจังมือเตี้ยดังไปอัดบ่าโอ้จบลดปีนะทางกราวลดปีไอ้มีปัญหาได้เต้มวยการบอสชะดอกการุกเลียบบ้าจมูกนึงสไปล์ล็อกตาไอ้มีปัญหาจมูกนึงการไว้มาเวงปั่นตายเนยตัดได้โดยขี้สำหรับลดปีมาในทวีการโคจมูกนึงจีวรบอกลุนไอ้บ้านดิไม่ได้รักชันเหมือนข้างสไปล์ล็อกสามสิบแปดไม่ร้อยน้องเชียร์มีเพียงดาวไปร้อยด้วยห้าส
game này đại sao tại EDG Sport Land trong team fight EDG này bạc mục alo này cover trong flow របស់ Onic គេចាំតែមើល movement របស់ EDG ទេហើយគេកាក់វាយបាទបើគេកាក់វាយ EDG បានសម្រាប់គ្មាន team fight មួយគេហើយឃើញអត់មាន team fight មួយគេមកដល់ខមយកបានមួយគេមិនតែជាប់ high form គ្រាន់បាទមាន team fight មួយគេឥឡូវ2 total ណាមាន team fight មួយគេណាបាទបាទ total ទី3អត់មាន team fight មួយគេទៀតច្បាស់ណាស់ចំនួនក្នុងវគ្គ top 5នេះព្រោះ game មិនអត់មាន team fight ហើយបាទហ្នឹងហើយ team fight សម្ដៅទៅលើ player ready នៅក្នុងការបើកបាទចាឥឡូវមានការកោតរបស់ម៉ាដៃបាក់ទៅលើ email បាត់ហើយបាទ game មិនខ្ញុំឲ្យថាមាន team fight 2ចុះគាត់បានបើក team fight 2តែគាត់បើកអត់ឈ្នះជាមួយនឹងការ fight back step និងទះ cover ពី Alot របស់លុត2ព្រោះតែជាមានការបើក team fight របស់ CW ជាមួយថា game នេះមាន team fight មួយគេឥឡូវ2ថាតោះតមាន team fight មួយគេណាហើយ game Alot Expert Land បើគេ read movement Alot សំទោEdit Experience Land មកគេ read movement edit របស់យើងដឹងហ្នឹងมันខុសពី game ដែលមានជាមួយ Experience Land ជា Xbox ដែរបាទគឺ wipe by sang ទៅបោះចោលទីបោះ6 Picky Boy បាល់អស់ខ្លាំងតែចាក់ទៅលើ mal ឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងការចាក់ចោលឡានចំណាច់ជាមួយនឹង flicker មួយបន្តឆែអត់ដាច់ទេគប់ ultimate CW អត់ចោលដូចគ្នាជាមួយនឹងការបោះ shadow ចោលពី mal កបោះ flick ចាប់បាក់ Piero ទៅលើ keyboard ក៏ដូចយ៉ាងនេះជាមួយនឹង T1 Trade គឺមានការយកបានប៉ុន្តែពីសមាជិករបស់ Fnatic Onic បាក់ ultimate យកតែតោះពីយេឃើញដែរទេជាមួយនឹង Edit Experience Land ចឹងទៅពេលដែលអ្នកបើក team fightគាត់តែជីឌីតអ្នកបើកតែឌីតគាត់ជា experience គាត់ទៅ clear land សិនហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យគេមាន minute មកផ្ទះគាត់ហើយត្រូវគ្រប់ face របស់ game ដែលមានន័យថានៅពេលគាត់ clear land គុំពេលវេលាតនេដែលសល់ពីការ clear land ពេលតនេចង់ចាប់ធ្វើអីពេលតនេបើធ្វើអីវាលែងតនេអីអញ្ចឹងយកពេលតនេហ្នឹងគាត់លេងចោលបន្តមកបានមកបើក team fight មួយគេអាឡុតម្នាក់បើកអាឡុត low chief ហ្នឹងពេលគាត់ប្រែកន្លងវាយមានតែគេ cover សម័យមើលមិនមានអាឡុតផ្ទះកណ្ដាលមកឲ្យ time stand ឌីតបាញ់ងខ្ទេចហ្នឹងចានិយាយចឹង flow មួយនេះគឺត្រូវលេងឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងនិយាយទៅលេងឲ្យដូចប្លែកនេះនឹង echo ចឹងនៅពេលដែល echo ដល់ពេលមាន edit HG Experience Land គឺ sound fort លេងមកតំណងយកមកកាប់ identify របស់គាត់និងគ្នារបស់គាត់ស្រស់គ្នាបើសិនជាស្រស់គ្នាទេចេញរូបភាពចឹងគឺគេវាយអត់លត់ត្រូវតែបាត់ edit មកប្រែកន្លងវាយអត់មានអ្នក cover identify វាយគាត់ណាបាទនិយាយទៅវាពិបាកលេងលក្ខណៈថាមួយ combo បើសិនជាយើងនិយាយថាដូចបោះថាគាត់បាននិយាយថាបើសិន edit បើតែបើមាន team fight មកគេអត់ oh finally មានបាទមានមក team fight ណាតែចាំងកលើតមកអត់មានវិញបាទចាំភ្លាមៗជួយថតទី3អូលុតទីអស់ហាទីមិនហ្នឹងណាគេនេះអាចនឹងអត់មាន team fight ទេចឹងអ្នកដែលទស្សនាយើងអត់សើតិចហើយនៅម៉ាឡេគណៈពេលដែលខ្ញុំចិត្តនៅខ្មែរតែបដូរនៅឥណ្ឌូទេតែបើសម្លេចយកខ្ញុំសម្លេចយកយូដូរ៉េជេអេសទេបាទបាទមិនតែគេយកយូដូរខ្លះគ្នាយើងបាទអូនសុំលើកដៃពីនេះទៅហើយតាមដងទៅបាទជុំលៀមលៀមថតទី3ក៏មានការយកបានបណ្ដាពី Fnatic អូននេះក៏ដូចមានការចាប់ជាមួយនឹង Stan និយាយទៅហ្គេមនេះបើយើងនិយាយពីការលេងរបស់ Stan អា Elite Game អូនេះចង់បើក Team Fight កំពុងចង់ខ្លាំងនេះបាទនេះគេភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាអូចូលទៅដល់ចាប់យកតែម្ដងម៉ាល់អញធ្វើការគាស់ទៅលើ Stan មក Final Slash ជាប់ទៅ Keyboy តែបន្តទៅកែ Keyboy មានការជាមួយនឹងការចាក់ Stan Ultimate មកបោះ Shadow ចាប់ Knock ប៉ាំងដាច់ទៅលើ Keyboy គេមានការ Ultimate យកតែម្ដងពី Stan គប់ Ultimate PCW ក៏បានដូចគ្នាមានការគប់ពីរផងដែរពី Old Day កន្លែងនេះជាមួយនឹងការដោះត្រយទៅវិញហើយបណ្ដាជាមួយនឹងលុត2ក៏មកចូលមកដូចចាំម៉ាល់អត់ជាប់ទេម៉ាល់ Recall ដល់ផ្ទះបាត់ហើយនិយាយតែអ្នកដែលខុសគឺនៅតែជា Keyboy ហើយដោយសារតែ Keyboy ដឹងដែរថាគ្នានៅទេប៉ុន្តែនៅចង់បើក Team Fight មួយគេចង់ញោះគេបាទដូចចិត្តទៀតជាមួយនឹងម៉ាល់មិញអត់ខ្វល់ទេ Team Fight ក៏ត្រូវទុកផ្ទះ cover ជាមួយ Edit Fight មែនហ្នឹងសុកចិត្តលេខខុសពីអ្វីដែលខុសចង់បានយកផ្ទះទៅផ្ទះគេបានបានស៊ីហ្មងបើសិនជាអ្នកម៉ាល់អត់ផ្ទះបានស៊ីបាទណាមួយអូអស់អស់អស់ជាមួយ Shadow បកមកក្រោយវិញក៏ដូចមានការវាយយកតែម្ដងម៉ាល់អាចមានបញ្ហាដែរទេបាទ Ultimate 2លុត2នេះគ្នាបន្តែកៃរីនៅពីក្រោយចាប់ទៅលើយេក៏ដូចមាន Ultimate អត់ដាច់ទេព្រោះសារយេមានជាមួយនឹង Defense ជាមួយនឹង Physical Damage ច្រើនដូចគ្នាចឹង Game នេះជាមួយនឹងការចង់បានផផបើក៏មានការដកថយបន្តែពីកៃរីបាទមកឈុតសោះឈាមម្ដាយមិញបើក Ulti Spellong វាយវិញបើលុត2មិញធ្វើក៏អីនៅក្នុង MLBB Season 14របស់គាត់តែនឹងវាដែរបាទដែលធ្វើឲ្យបុតអង្គើអត់គោះទេហ្នឹងបាទហើយលុត2វាចាប់ដើមឃើញចំណុចល្អប្រកបក្នុងទីដងទីណាបាទបាទតែយ៉ាងនៅតែអត់ដឹងម្ដងថ្ងៃហ្នឹងថៃបានបុតអត់លេងនៅក្នុង Onic បាទតើគាត់កំពុងតែមាន
ជាមួយយកដឹងបញ្ហាសុខភាពក៏មិនមែនបញ្ហារបស់ក៏មិនមែនហើយហ្វេនគេចង់ដឹងថាអីបានបួតអត់លេងហើយអូនិចបាត់ព័ត៌មានហ្នឹងឆឹងយើមកបាទបាត់ឆឹងយើមកដូចអេស៊ីមួយហ្នឹងកៃនេះបាទអូមកហ្វៃណលស្លាស់ចាប់ទៅលើគីបយយកទៅដល់អានិមេបញ្ហាឡាយទេជាប់ម៉ាសាណូព្រួយមានការភ្លេចកើមួយវេលាគីបយអើទៅមែនពីអ៊ីមកក៏មានការចូលចាប់ទៅចន្លោះចូលទៅចង់ក៏ផងចូលទៅមកកៅផងគីបយផង ឡូជាមដល់ទៅថយដល់ផ្ទះវិញមកឥឡូវហោមបយចាប់ដាំដឹងណាថាគាត់ត្រូវបើកធីមហ្វាយមួយគេព្រោះឥឡូវចាប់ដាំប្លែងលែនចោលព្រោះត្រាស់គាត់ធំធីមហ្វាយជាមួយនឹង8ដេតបើកធីមហ្វាយឲ្យលត់ទៀតគោបើតើមានធីមហ្វាយសោះស្ដាយតើដល់កឥឡូវឃើញឡើងហ្វាមែនទេបាទបើកធីមហ្វាយរហូតតែម្ដងឥឡូវធីមហ្វាយលត់អត់មានមួយគេយើចេះជួបហ្វាយជួបហ្វាយទេបាទឥឡូវបើមានធីមហ្វាយនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំឲ្យមិញ2យកខ្ញុំឲ
cắt phá cho nên nhà dương như mỗi nâng ở dương cổ bông miên miên khó bốc tiêu bọc ơi à bê nâng cứ miên bảo nó lối á à bảo nó lối nó cứ bê nâng cứ dương rò bàn trả nó nửa lấy thuần mà nó cứ miên cho mỗi nâng ở lọt ở bên thầy ai mơ đối thuần mà nấy kế này để miên ai mơ lọt ở bên thầy đấy tại cái ai mơ tập bê là tập phá xong ra chứ tại nó có khối tu lấy lộn mà bê nhưng khơi cho mà đang tham PN để mấy ban lọt đồng đó viết trên kẻ một lắng chẳng mơ bà lý chân tầm khăn á cứ lọt đấy cái này đã chỉ vật bắt bởi dân xích chút không những vấn pháp tham cư nhau mà ô mà final slash chặt lột pi lột pi ai miền bay hai chục mươi ca ba spell lock bạc atom vô tam đấu chục mươi ca đo thôi phải tay nên tận tay được kia tay đi mà cứ miền ca tạc co đi kia mà anh đừng tay chạm chục mươi em làm swap chục mươi ca vay phải đặt bị san đôi kia ba chục mươi ca nhảy nhom chém trong tròn tràn trụ do bàn kế mũi tận đại chục mươi pi đi kia luôn luôn chục mươi ca vay lột pi đấy vậy tham muốn spell lock thay lên đang game môn ba tay ra game môn trả mới tay hiện miền block lên chém tay hai ở giá xây đập vũ miền ca knock up mũi bằng năng chục mươi ca vay vô tam đấu tay nơi tận đại chục mươi xây đập vũ có đôi miền การโยบานผีไฟขึ้นไปชื่อมวยหนังคายดีก็มีการประดยกไว้บ้านพังได้ชื่อมวยหนังทีทูเทรดก็มีการไว้ใหม่ประดับชื่อมวยเทรดทีสี่ก็มีพาสิวก็ดูมีการประตูซาวใจแต่มวยโยตามประตูประตูลอดตามเพลิงขังกราวก็ดูมีการไว้โยตามประตูปีสมาชิกระบบขังเฟรดเต้โอ้ในทีสี่อันนี้มีการโยบานก็ดูจิกรายที่ชื่อมวยหนังมาชับตลอดโยตามประตูเหมือนเนี้ยไอออมนี่ทำไมเจมีการขบวยก็เอามาขบโตเติมบักก็โยตามประตูตะเลิมมาบ้าชื่อมวยหนังเอามาตะบังขมุ่มติดบารายบ้าจังทีสี่นะครับเพลย์ประตูแรงก็มีการก่อบ้านก็ได้ชิลล์ฟีมันใส่ชิตันประมาณตีตะเกวไว้บวกเตอร์อาร์ลแมนสเปรลล์ไอ้ก็มาช่วยก่อบ้านดิคเนียผู้สานทำไมบอกเก้บวกตะกอดจราจรปีเพลียมเพลียมชิมวยนังล็อตแอดแวนทายคอนนังล็อตตีมวยนะชิมวยเก็บบัตบัตเก็บบัตเก็บบัตกระจับลอยนังไอเป็นนังต่อเคลียร์แลนด์ขอบนังบังกระจับลอยนังบัตบ่าเดือนนั้นมันล็อตแอดแวนทายแล้วนำบุญเคนบ่าใบเป็นมวยบัตกระจับลอยพองปมบุญเคกันละโอ้โหมาทรายมาล็อตแอดแวนทายซีปมบุญเคกันละลอยมันสมาร์ทนี่ตรึมนายมาล็อตแอดแวนทายล็อตตีมวยซีบุญเคกันละเนี่ยดอกเกย์ดอกคาวดาวนี่ยังมือจะมาเยอะนังทำไปบางล็อตที่สำคัญอย่างนั้นนะนี่ชิมวยให้แต่ยังเล่นแต่เฮโร่มินิไซส์สโลคืนล็อตเลยบ่ามาชาสนแหเล็กโซโลโยงมองตอนนี้ไวล็อตตอนนี้ไวเตี้ยตอนนี้บล็อกตอนนี้ลุยซีบอลลุยไอ้ทางใหญ่ต้องเนี่ยแต่ทีมมวยย้อมดับกระดาษใจหนึ่งมวยย้อมมาโอ้บอกไวโยตัดโดกีบอยมีปัญหาได้เต้ชิมวยการน็อกอัพมันไปเราลองคลันเต้ชิมวยอย่างเจก็ได้ชิมการปราอัตมาโจโยตัดโดอีมาก็มีการประดิษฐ์บานอัดโดยที่นี่พอยปาอัตมาสามารถได้จงกลายเป็นอีมามีการจดเชียร์มวยประดับใบไม่เป็นโซ่เหี่ยงเราชิมชิ้นนั้นอ่านหนักอะไรเขามูสเกิร์ตเปียสตาร์ลิมแม่ไอ้กลับสตาร์ลิมสกายพีเซอร์สกายพีเซอร์ไม่หลุดเตี้ยบันลอยพังปังดันโยตามโดนหลุดไอยูตราชะปิดบ่าจำเรียบๆคือชิมวันนักแกร์ระบายยืดตับโตนุ่มพรำคือขนาดเป็นได้โกลด์สโนว์คือเนี่ยตรัมซีตามันล็อตดันสมบูรณ์เข่งละจันนั้นเราเติมดับจะดับดับมันเหมือนลอยนักขนมได้ยาแต่ไม่ได้บ่าฉันลอยไม่ได้กระบาดมาได้คือเนี่ยทีมไฟล็อตนี่บ่าสัญญาบังนี่ก็จะทีมไฟตีมวยนักขนมแกร์ติดไม่ห่างก็อาจจะทีมไฟจังกร้อยนักขนมดำเนา ESL บอมมาเลยได้แค่นี้ฟันไฟมวยมาเลยคือจิกเราไม่ได้จันมาจำจีนฮาสนาเด้ชีแต่มาโตดุกก็สะดอนเตี้ยได้แค่นี้สำหรับเต๋อบ่าจำเพลียๆชิมวันการแต่หลอดเป็นรถฟรีก็โดยชิมการบางแม่พอนายปีเย่ปีสมาชิกสองข้างก็มีการคืนเราเรื่องวิ่งขลุ่นกี่บอยไอ้เนี่ยแม็กเพลย์ก็โดยชิมาเนี่ยแม็กเพลย์มอนจำเมอร์สันเนี่ยนะเนี่ยตัวการจับน้ำชิมวันทีมไฟมวยเนี่ยก็โดยชิมการดอทอยแต่เคลียร์ชิมวยหนึ่งมินิเอ็มได้ปลาสำหรับอีมัลบ่าจังลอดซาชิมบุญเมินเชียงออมมีการไวเต้ปะใต้สมาชิกระบอฟแฟนติกโอในกำปองกระสันอัพชิมวันทีมไฟระบอฟก่อนด้วยคืนนี้อารุตปีมีการไปชาร์ตแต่ชิมวันลอดก็โดยชิมาตัดมาได้ปีได้พอนายทายดีอัตตอนเคยแม็กกี้บอยก็โดยเซดับโยตีในขนมเกมนี่ประวัติของการปั้นสมานโยแต่ไม่ต้องชิมวันการจุดขันเซียวไต้ไออันมีปัญหาได้เต้ปะใต้มีการปราชิมวันเซียว
ើងមួយដែលដាច់ជាមួយនឹងការស្ទៀលបាត់ហើយតើហើយ Keyboy knock បាក់ជើងជាមួយនឹង Keyboy ក៏ដូចមានការដកថយយកតែម្ដងបឹកពីសមាជិករបស់ខាង Team HomeBois Ultimate យកតែម្ដងអាយ៉ាណាក់ធ្វើការចាប់បដាច់បាត់ពីរោទៅសមាជិកអូទេយកទៀតហើយធ្វើការយកជាមួយនឹង Lord ឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹង CW តើហើយ CW ហើយមានការគោះបាត់ធីស្រីក៏ដូចបន្តការវាយជាមួយនឹង Vest បានដែរទេប៉ុន្តែមានការចាប់ទៅលើ Imal ក៏ដូចជា Oldiel នៅកន្លែងនឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងការវាយម៉ាល់ម្ដាយពីដៃរៀងប៉ោងដោយអាម៉ាល់យកតែបោះជាមួយនឹងការបដាច់ទៅលើ J ដូចគ្នាម៉ាល់ដៃពីដៃនេះគេបាយធីបាយក៏ដូចជាចូលអត់ទីមកតែម្ដងអ៊ីម៉ាល់អានមានបញ្ហាជាមួយនឹងការចឹងវាអ្នកឆោតដោយជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចកន្លែងនេះជាមួយនឹងការបញ្ហាដែរទេអាយ៉ាស់ម៉ាល់ក៏មានការដកថយប៉ុន្តែត្រីយូសិនទៅបានទៅលើកាយរីបាទខណៈពេលមិញចាំងកលលេវ13ទៅលេវ15ណាតម្លាលេវ10អត់តម្លាលេវ14ទៀតមិញលេវ13ទៅលេវ15ណាជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាល់ហើយដូចតែបាននិយាយយ៉ាងឃើញនេះឃើញខ្ញុំថាតារា Homeboy នឹងធំអត់បាទឃើញអត់ហើយឃើញចាញ់ 9k លុយវាយគេបានហ្នឹងវាយបានត្រាស់ហ្នឹងតែមិញគាត់ណា Team Fight បាយជាជាមួយនឹង CW Chain Game មានការលុយទៀតទៅថ្ងៃបាយ4អារ៉ាមសៅលីងបាទមិញហ្នឹងគឺនឹងមានជាមួយនឹងការបុកយកជាមួយនឹង Team Fight ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺត្រាមនេះគឺបើសិនជា Edit បើក Team Fight បានអស់គឺអាចឡុត cover បានល្អប៉ុន្តែចាញ់ចាញ់ face របស់គេ early គឺគេកាក់ white spot in land បានឡុតធ្វើឲ្យបើសិនជាមាន team fight តែមានមិនមែននៅ objective ហើយបើអត់មាន team fight នៅ objective គឺជា objective free បាទចាញ់ face game ហ្នឹងយល់អត់បាទចាំភ្លាមៗជាមួយនឹងឡតដាក់ផ្លូវ mid lane សមាជិករបស់ខាង team Fnatic Onic ក៏នៅកន្លែងនេះចាប់ក្បួនពី boy វាយបានល្អខ្លាំងតែអាចមានការផ្ដាច់ទៅលើ knight ដូចគ្នាប៉ុន្តែមានការបោះជាមួយនឹង shadow ពីខាងក្រោយចូលទៅហើយចាប់ផ្ដាច់ជាមួយនឹងការ shadow ទៅលើកាយនេះប៉ុន្តែមានការគប់ពី CW ផ្ដាច់បាន200ហើយបងៗអាចមានការទប់ពះវាយជួយនឹង Peter ក្រោយក៏ដូចមានការវាយយកតែម្ដងពីសមាជិករបស់ Fnatic Onic ក៏ដូចជា GTP អាចមានការយកបានដែរតែជាមួយនឹងការវាយវាយជ័យជំនះជាមួយនឹង Fnatic Onic ដែលទទួលបានជាមួយនឹងលទ្ធផល2ទៅ0បាទក៏ឯងទៅកាន់វាក់សមី final មួយក៏ឯទីមួយទៅជួបជាមួយនឹង team Liquid PA គឺបានទៅលើ Fnatic Onic នោះទេអូបាខណៈពេលដែលកៅអៃទៀះចុះក្រោយបាយមានរឿងបន្តញត់ឯខ្ញុំណាខណៈពេលដែលប្រជាជនមកលស៊ីស្រែកហូផងមានអ្នកលួចទៅជន់ដោយ network ផងលួចទៅដល់រៀនហ៊ានអ្នកខ្លះវិញយកពលឡាស្រែទៅប្រចាំងមុខជាមួយនឹង Keyboy នេះមើលឃើញចាំមកនេះយកពលឡាស្រែទៅប្រចាំងផ្នែកទៀតតែនៅតែចុងក្រោយគឺក្រុមដែលឈ្នះគឺនៅតែ Fnatic អូននេះទេជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះបានធ្លាក់ជាពីការប្រកួតមុនគេសញ្ញាចូលជាមួយនឹងកុងត្រាថ្មីតែម្ដងគឺជាមួយនឹង sponsor ពី club e-sport ដល់ល្បីនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹង Logic e-sport បាទចេះលេងនេះរីបាទចាំភ្លាមៗគឺជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងទីប្រកួតគឺអូយមែនដល់លុត2មកដល់ដោចាំបាទបងថ្លៃយំបាទចាំរៀបរៀងគឺជាមួយនឹងការប្រកួតគឺយើងបប្រតិបានឃើញ2-0 game ទី2នេះគឺសមាជិករបស់ក្រុម Homeboy មានតាមមួយ team fight ចុះក្រោយនៅឡតទី2តែម្ដងដែលជា team fight ដែលស្ទើរតែឈ្នះ team fight តែបាយជាមិនចាញ់ធំ level ចាំងកលើទៅចាំងកលើ level ចាញ់គេនឹង CW ក៏លោកឲ្យបាយក្បួនរាមសាលីធ្វើឲ្យមានការវាយតែ free និងឈុតរីត្រី free ទៅលើ Kyrie ដែលសារតែបង2 level ចាំងកលើទៅចាំងកលើអញ្ចឹងបង2 level ដាច់ damage retreat 160 damage ហ្នឹងវាជារឿងមួយដែរយ៉ាគឺប្របាក់រិទ្ធីដូចខ្លាំងមែនតើហើយណាមួយដៃកាយរីនេះគ្នាចេះជួយជាមួយនឹងការសម្ភារក្រុមនៅបានឈ្នះនៅឆាករបស់យើងបន្តិចសិនបាទ All right, congratulations Sans, clean sweep. Okay, so Sans, what happened on the first game? Because I saw that you guys aiming for Udil and get the first blood. Is it because of what Udil said before the match? Jadi apa yang terjadi di game pertama? Kita lihat kalau seandainya kalian tuh benar-benar ngincer Udil dan dapetin first blood-nya. Ketika bahkan di early game, itu apakah gara-gara Udil yang apa yang Udil omongin sebelum match itu dimulai? Ya yang aku lihat tadi emang dia mungkin mau ngasih pressure karena hero-nya juga yang cukup bagus di early game. Jadi ya dia terlalu maju.